Sư cho con hỏi, có sự khác biệt nào về phước đức, công đức đối với người đã quy y Tam Bảo và người chưa quy y Tam Bảo hay không? Trong trường hợp người chưa quy y Tam Bảo nhưng họ vẫn cố gắng giữ năm giới như người đã quy y Tam Bảo. Khi mà chúng ta làm phước ấy, cái phước nó tùy thuộc vào nhiều thứ. Nếu mà nói theo cái kiểu Atidàm ấy thì nó là cái tâm thiện mà nó hợp ký hay là tâm thiện nó ly ký. Tức là gì? Mình làm thiện mà mình có cái lòng tin nơi nghiệp và quả của nghiệp hay không? Mình làm thiện mà mình có lòng tin nơi Tam Bảo hay không thì nó sẽ quyết định là cái của mình là nó có trí hay là nó không có trí. Và bản thân cái nghiệp thiện mà nó có trí, cái phước nó sẽ trổ ra rất là nhiều lần so với cái nghiệp mà nó không có trí. Thì đối với cái người mà ngoại đạo ấy, thường thì rất khó để mà họ tin nhân quả một cách đúng nghĩa. Thậm chí là có nhiều người họ giúp đỡ người khác, nhưng mà chỉ đơn giản họ thấy thương họ giúp thôi, chứ còn họ không có cái khái niệm gì về nhân quả. Họ không hiểu và họ không biết, thậm chí họ không có tin nhân quả. Chẳng qua họ nghĩ là có người thì cần họ giúp thì họ giúp thôi. Đấy. Cho nên là cái nền tảng mà có trí nó khác nhiều lắm. Và cái việc mà chúng ta tin về tin Tam Bảo ấy, thì nó cũng thuộc phạm vi là có trí. Ừ. Hoặc chúng ta có thể tách ra là bố thí mà chúng ta có đức tin, hoặc giữ giới mà với cái đức tin, nó cũng khác nhiều lắm. Đức tin nơi Tam Bảo á, bản thân nó khác nhiều lắm. Nó là một cái chi phần giúp cho cái phước của chúng ta nó trổ quả nhiều hơn. Ngoài ra đó, nó còn có được những cái phước khác. Ví dụ như đối với cái người mà họ không có quy y Tam Bảo, thì khi họ sướng hoặc khi họ khổ thì họ đều không nghĩ đến Tam Bảo. Có những người đó, họ giàu sang, họ đâu có bao giờ họ nghĩ đến cái chuyện tu. Hả? Họ giàu sang thì cái sự giàu sang đó là cái sự bận rộn của họ, không nghĩ tới chuyện tu. Nhưng mà sư cũng biết có những người đó, họ làm lớn nha, họ làm lớn ở bộ máy hành chính, họ làm lớn ở trong xã hội, thì họ vẫn tu, họ vẫn nghĩ đến Tam Bảo. Họ rất giàu nhưng họ vẫn nghĩ tới Tam Bảo. Hả? Rồi đó là sự khác biệt. Rồi có những người họ nghèo, nhưng mà có những người họ nghèo đó, họ đến chùa, thậm chí là họ vào chùa nhưng mà họ không có nghĩ gì đến Tam Bảo, họ không nghĩ đến chuyện tu, họ không nghĩ gì đến chuyện họ cải thiện vấn đề của họ. Trong những cái lễ hội Phật giáo đấy thì thấy đông người họ chỉ muốn vào, thứ nhất là họ vào để họ bán được đồ, họ để họ bán đồ thôi, để họ mưu sinh, hoặc là họ vào để mà họ xin ăn, hoặc là họ vào để mà họ thậm chí là trộm cắp. Thì đối với họ đó, họ không có niềm tin ở Tam Bảo và Tam Bảo cũng không giúp gì được cho họ. Và có những người đó, ví dụ như có lần sư thấy một cái chú một cái chú bán vé số, chú cũng rất là nghèo. Chú than khổ, tôi hỏi khổ sao chú không đi tu đi. Nói tu tu đâu được, còn vợ còn con, mà suy nghĩ là chú là cũng phải năm mấy 60 rồi. Mà cái cỡ đó mà còn nghĩ là còn vợ còn con thì chắc có lẽ là cũng chưa tới nơi tới chốn. Chưa biết sợ. Đấy. Và có nhiều người đó với họ khổ thì khổ chứ họ không nghĩ tới chuyện làm phước, và họ lấy cái lý do họ khổ, họ không có tiền cho nên họ đâu có nghĩ tới chuyện làm phước chi. Họ nghĩ chuyện làm phước là để cho người giàu họ làm, chứ còn chuyện làm người nghèo mình làm gì có chuyện làm phước. Đấy, ngay cái chuyện giữ giới cũng vậy, họ lấy cái nghèo để họ làm cái lý do mà họ không có giữ giới. Ví dụ tôi phải mưu sinh và bây giờ bắt tôi là không có bắt cá thì làm sao mà tôi mưu sinh được. Đấy, cái nghề đánh bắt cá là cái nghề của tôi, mà bây giờ bắt tôi không đánh bắt cá thì làm sao tôi mưu sinh. Tức là họ có lý do. Như vậy đó,
Đối với cái người mà họ không có gần gũi, không có niềm tin nơi tam bảo thì dù cho họ giàu hay họ nghèo thì nó đều là lý do để họ không có tu tập. Dù họ sướng hay họ khổ thì đó đều là lý do để họ không có tu tập. Mà nếu như đã không có tu tập ấy thì làm sao biết được thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là nên làm, thế nào là không nên làm. Cái bằng cấp ở đời đó, cái vị thế ở đời nó không xác định, nó không quyết định được cái đạo đức của họ. Có rất nhiều những cái người làm giáo sư tiến sĩ về nhà vẫn đánh cha đánh mẹ. Có những người làm những cái ông này bà nọ mà vẫn là tay nhuốm nhuốm những cái vết chàm, vẫn làm ăn không có chân chính. Cho nên địa vị, quyền lực, sự giàu sang trong xã hội không quyết định được đạo đức của họ, không khiến cho họ biết được cái gì thiện và cái gì bất thiện, không khiến họ biết được cái gì nên làm và không nên làm. Còn đối với người mà có quy y tam bảo ấy, thì nó quy y tam bảo một cách đúng nghĩa nha, tức là hiểu tại sao mình quy y nha, chứ không phải là cái kiểu mà má dắt mình lên thôi, thôi con quy y tam bảo thì con là lạy ba lạy xong, có cái giấy điệp, có cái giấy giấy xác nhận quy y đó bỏ vào trong túi đó là xong, thì cái kiểu quy y đó sẽ không có tính ở trong đây nha. Mà quy y với cái nghĩa đúng theo kiểu quy y tam bảo, tức là lấy tam bảo làm nơi nương nhờ, lấy tam bảo làm nơi học tập, lấy tam bảo là đối tượng để mình noi theo. Đấy, biết được Phật dạy cái gì, biết thực hành và biết nương nhờ nơi chư tăng, nơi biết học tập nơi chư tăng thì đó mới được gọi là quy y tam bảo. Thì đối với người mà có quy y tam bảo đó, đương nhiên là họ vẫn phải chịu nghiệp và quả của nghiệp, nhưng mà khi mà họ sướng ấy, thì họ biết nghĩ đến tam bảo. Khi họ khổ, họ cũng biết nghĩ tới tam bảo. Và khi gần gũi tam bảo, họ có cơ hội biết được thiện và bất thiện, biết được cái gì nên làm và không nên làm, biết được phương pháp đi lên và biết được phương pháp đi ra. Cái sự khác biệt giữa cái người không quy y và người có quy y là gì? Quy y một cách đúng nghĩa nha. Người không có quy y, họ không biết làm sao để họ đi lên và không biết làm sao để họ đi ra. Họ làm thì họ được hưởng, nhưng mà họ không biết được làm sao để họ hưởng thêm được. Còn cái người có quy y tam bảo thì họ biết làm sao để họ đi lên và biết làm sao để họ đi ra. Bản thân cái đó nó đã là sự khác biệt rất là lớn rồi. Ngoài ra đó, khi mà một người có quy y mà phạm giới và một người không có quy y mà phạm giới, nó khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nào? Cái người mà có quy y tam bảo mà phạm giới đó, ít nhất họ có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự ghê sợ tội lỗi. Ví dụ như họ nghĩ trời ơi, mình Phật tử mình mới xin giữ giới xong mà bây giờ mình phạm giới, ít nhất là họ có sự hổ thẹn và có cái sự ghê sợ đối với tội lỗi thì bản thân nó đã là phước. Còn với những người đó họ không có quy y tam bảo, họ không biết cái gì là thiện và bất thiện thì họ không có được cái tàm úy, và nếu có thì cái tàm úy của họ cũng chỉ giới hạn trong một cái phạm vi nào đó thôi. Ví dụ như đối với một số tôn giáo thì cái việc uống rượu nó không phải là một cái tội ác đấy, thì khi họ uống rượu là họ đâu có tạm úy gì trong chuyện đó đâu. Và đương nhiên nếu như cùng một người tạo cái việc sát sanh đi, mà giữa cái người có quy y và người không có quy y cũng có tạm úy như nhau, ví dụ như là họ cũng biết hổ thẹn tội lỗi, cũng biết ghê sợ tội lỗi, nhưng mà chỉ khác cái là người có quy y không có quy y thôi, thì đời sau kiếp khác thì vẫn luân hồi, vẫn chịu khổ như nhau, vẫn đi địa ngục như nhau, vẫn chịu những cái cảnh khổ như nhau, nhưng nó khác ở chỗ một người có quy y tam bảo thì họ có cái duyên đối với tam bảo và họ có cái cửa để họ thay đổi cuộc đời của mình. Ví dụ như có những người đó rất là nghèo khổ bệnh hoạn và trong những giây phút cuối đời họ gặp được tam bảo. Có những người tử tù, họ sống một cuộc đời đã lãng phí rồi, nhưng mà khi mà trong những ngày tháng họ chờ trả án
họ được ở đâu đó tự nhiên là lọt vào một cuốn kinh, lọt vào một cuốn cuốn kinh Phật đọc. Quý vị phải biết là đối với những người tù ấy, họ đọc bất kỳ cái gì có chữ, quý vị biết không? Thậm chí là nhiều người họ đọc tới cái tin mà tin buồn á, cáo phó mà họ cũng đọc luôn ấy. Họ đọc luôn những cái tin mà rao vặt cái họ cũng đọc luôn, họ chỉ đọc bất kỳ thứ gì có chữ, bởi vì người trong tù họ không được tiếp xúc với bất kỳ cái gì hết, kể tất cả đặc biệt những cái gì có chữ họ không được tiếp xúc. Mà trong trường hợp sư đang nói một người tử tù, họ đọc được một cái tự nhiên do cái phước cũ họ đọc được một cái quyển kinh hoặc là một cái đoạn kinh thôi, nó thay đổi cả cuộc đời của họ, không vì tin đâu. Đó là sự khác biệt giữa người có quy y và người không có quy y.